Phan Hải xin kính chào quý quán chị mình ha. Rất vui khi được gặp lại quý quán chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel. Hôm nay Phan Hải ra cánh đồng nè. Cô anh chị mình thấy mát mẻ không? Nắng quá trời nắng luôn. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý quán chị mình đó là nếu như cô bán chị mình ai mà bị thiếu máu nè, da nhợt nhạt ha, không có sức sống ha, rồi cái mang mất ngủ, người yếu ớt, Phan Hải chia sẻ cho cái cách nè, sử dụng một cái loại lá thôi, cái lá đó chỗ nào cũng có, nấu uống làm trà hàng ngày thôi, nó sẽ bổ máu bổ huyết chúng ta trở lại, cơ thể chúng ta nó sẽ mạnh khỏe trở lại, da dẻ hồng hào, kể cả các cô các chị và các anh các chú ha. Bộ máu một cái loại lá mà chúng ta nhìn nó sợ lắm, nhưng mà thực sự nó là một cái vị thuốc, vừa thuốc bổ mà vừa vị thuốc trị bệnh. Trị bệnh gì? Ngoài cái vấn đề bổ nó ra, nó còn hỗ trợ chúng ta điều trị những cái bệnh, ví dụ bệnh trĩ nội trĩ ngoại ha, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó hỗ trợ chúng ta điều trị hạch cổ, hạch nách, hạch ở chung, nói chung là cái những cái chỗ nào mà có hạch á, do là cái cơ chế phòng vệ của cái cơ thể chúng ta, khi mà nó có một cái gì đó nó xâm nhập thì cái hạch này nó sẽ nổi lên, thì nó sẽ đau ở thường ở có ở hạch cổ này, hạch nách đó, hạch bẹn, thì sử dụng cái loại lá này thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt ha. Cái loại lá gì mà lại hay như vậy? Trời, Phan Hải đã chia sẻ nhiều lần rồi, nhưng mà nhiều của anh chị mình chưa có quan xem được, thì thấy nó rất là rất là huyền bí vậy thôi. Thực chất ra nó loại là cái lá gọi là lá sung tặc của anh chị mình, cái lá sung mà nó có cục ở trên á. Thì tại sao có cái cục ở trên thì rất là nhiều người cũng đã bàn cãi về vấn đề này, thì Phan Hải cũng nói sơ sơ cho quán chị mình tham khảo ha. Thì khi mà trước khi mà cái lá sung này nó bị dị tật á, là nó rất là đẹp khi mà nó còn non. Khi mà nó còn non như vậy thì nó rất là đẹp và rất là ngon. Rồi những cái con mà bọ rồi đó, nó đẻ vào, bướm con bọ rồi nó đẻ vào đó, hoặc là con sâu bọ rồi đó, nó đẻ trứng vào đó. Thì cái cơ chế của một cái loại cái cơ thể sống á, thì cái cây nó cũng là một cái sinh vật mà, thì nó sẽ tiết ra và nó làm khống chế đi, nó không cho cái trứng đó nó phát triển, và nó sẽ thành một cái cục như vậy. Thì như vậy thì có những cái nốt á, thì chúng ta tách ra nó không có cái gì, có những cái nốt á, chúng ta tách ra thì nó có cái con cái nhỏ nhỏ tí trong đó, giống như con thiêu thân vậy đấy. Đấy, thì cái đó là tại sao mà lá sung nó bị dị tật ha. Thì khi mà chúng ta bị thiếu máu nè, cái mang mắt ngủ nè, da dẻ nhợt nhạt nè, yếu ớt nè, thì chúng ta sử dụng cái lá sung này như thế nào? Nó đơn giản lắm. Tươi á thì lấy cho Hải 50g đến 60g, còn khô á lấy cho Hải 20g. Thì 20g á khô hoặc là 50-60g tươi á, thì cô bác chị mình bỏ vào nồi đó, rồi đổ cho Hải 2 lít nước, nấu sắc còn 1 lít và chia đều uống trong ngày. Cứ uống như vậy, cứ uống như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt ha. Uống lâu dài cũng được, không sao hết. Thì có cái vị chát chát ha, khi chúng ta ăn cái lá sung dị tật này là nó có cái vị chát chát. Thì chính là cái vị chát chát này nó sẽ hỗ trợ chúng ta tiêu viêm. Tiêu viêm vấn đề gì? Bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ của bác chị mình một cái bài thuốc hỗ trợ điều trị cái bệnh trĩ. Thì cái bệnh trĩ á, thì nó có hai dạng, trĩ nội và trĩ ngoại. Thì do nó viêm những cái cơ năng ở cái hậu môn đó, do ví dụ như táo bón lâu ngày, ví dụ vậy, thì nó sẽ bị giãn cái cơ năng chúng ta, nó bị yếu đi. Thì nó yếu thì nó sẽ tuột xuống, nó không có nâng lên được nữa, thì nó tuột từ từ xuống, lúc ít lúc nhiều, nhiều thì nó sẽ nhiều ra, búi trĩ mình nó sẽ thòng ra ngoài. Thì khi mà như vậy thì chúng ta muốn hỗ trợ điều trị thì chúng ta phải tiêu viêm, bổ máu, thì bắt đầu là nó mới nâng cái búi trĩ lên từ từ. Đó là cách điều trị của Đông y, điều trị từ gốc bệnh.
Thì cái cách mà để sử dụng lá sung này chúng ta kết hợp thêm một hoặc hai dược liệu nữa. Đấy. Một hoặc hai dược liệu nữa. Để hai rau ngoài này. Có một cái loại dược liệu ngoài này nè. Thứ nhất á, là của bác chị mình lấy cho Hải cái liều lượng cũng giống như hồi nãy. À, cái lá sung dị tật. Nếu mà tươi thì 5-60 gram. Người nào bệnh nặng thì lấy 100 gram. Còn người bình thường á, thì lấy 5-60 gram tươi. Hoặc nếu không có tại nhà thì chúng ta đi xin về phơi khô. Mỗi lần dùng là 20-30 gram khô lá sung dị tật bỏ vào nồi. Dược liệu thứ hai nữa đó cũng rất là dễ tìm. Nó có ở ngoài chợ, nó có ở trong vườn. Đó là cái rau diếp cá, còn hay gọi là ngư tinh thảo. Rau diếp cá tươi thì lấy cho Hải 50 gram tươi. Rồi, chúng ta đã có hai loại dược liệu rồi. Và đây là loại dược liệu thứ ba. Đây. Cô anh chị mình biết cái này không? Cái này là cây mua ha, cây mua. Cây mua này á, cô anh chị mình lấy cái toàn thân đem về chặt khúc phơi khô. Mỗi lần sử dụng lấy cho Hải 20-30 gram cây mua ha. Đây, hoa của nó đây. Để Hải cho cô anh chị mình xem hoa ha. Đấy, toàn thân về chặt khúc phơi khô. Đấy, hoa đây, hoa mua đây. Thời 89X thì tuyệt vời lắm. Đấy. Mua ha. Đấy. Ở cánh đồng này mua rất là nhiều. Rồi. Chúng ta đã có 3 loại rồi, đúng không? Mua này thì lấy cho 20-30 gram khô. Toàn thân bỏ vào nồi. Đã có diếp cá. Và lá sung dị tật. Hãy nói rất là chậm của bác chị mình. Nếu mà không nhớ thì ghi lại ha. Mình không có bệnh thì mình chia sẻ lại cho những người bị bệnh ha. Xung quanh chúng ta làm phước. Tất cả bỏ vào nồi, đổ cho Hải 2 lít nước, nấu sắc còn 1 lít và chia đều uống trong ngày. Đó là bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, thiếu máu, tiêu viêm cho cô bác anh chị mình. Rất là tuyệt vời. Còn khi mà chúng ta bị hạch cổ, hạch nách, thì lấy cho Hải 100 gram tươi hoặc là 40 gram khô. Rồi bỏ vào nồi, đổ cho Hải khoảng lít rưỡi nước, nấu sắc còn nửa nước ban đầu và để đó uống trong ngày. Lưu ý là khi mà cái nước nó chuyển màu, nó đổi thành một cái màu mà không giống như cái màu mà lúc chúng ta vừa mới nấu xong, thì chúng ta nên nó là bỏ đi ha, không uống nữa. Đấy, đó là cái lưu ý cho cô bác chị mình. Ở đây là thêm cái lưu ý là những người bị bệnh trĩ á, thì thường là những người bị táo bón lâu ngày hay bệnh trĩ thì chúng ta nên ăn rau nhiều vô. Rau gì? Hãy cái thường nói chia sẻ của bác chị mình là ăn rau nhiều vô. Của bác chị mình, tôi ăn rau nhiều lắm mà rau gì mới được ha. Ăn đu đủ chín, chuối chín, đậu bắp đó, thì ba cái đó đó là nó hỗ trợ bệnh trĩ rất là tốt. Đấy. Và uống nước nhiều vô cho cơ thể nó bớt nóng trở lại, cái đường ruột chúng ta là nó hoạt động trơn tru, thì từ đó nó giảm tối đa cái vấn đề bệnh trĩ, táo bón. Rồi, thì cũng đã xong ha. Thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Phan Hải kính chúc quý anh chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc trong cuộc sống. Bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào những video tiếp theo.